Hello, hello, xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với con game Kawin nhá. Và hôm nay với số 5M thì mình sẽ tiếp tục cái đánh theo cái phương pháp đó là gấp 6 lệnh nhá. Thì với vốn 5M thì gấp 6 lệnh thì chúng ta sẽ bắt đầu với 50k nha anh em nhá. Ok chưa? Rồi thì hôm nay mình sẽ chơi trò gì ở đây? 50k thì chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng sang những con game mà nó có những cửa x2 được nha. Đấy. Và chọn những con game mà chỉ có hai cửa thôi thì mình sẽ chọn là baccarat đi. Này mình sẽ tiếp tục quay baccarat đi. Baccarat thì có vẻ là long hổ cũng được, mình về long hổ cũng được. Long hổ thì nó sẽ là dễ hơn nhá, long hổ sẽ là dễ hơn. Và hôm nay thì mình sẽ chỉ cho anh em về cách đó là kết hợp giữa cái việc đánh ngược đại gia cũng như là gấp 6 lệnh của mình. Ok, đại gia đánh hổ thì mình sẽ đánh về long nhá. Mình sẽ đánh theo cái mẹo đó là đánh ngược đại gia kèm theo đó là gấp 6 lệnh nhá. Gấp 6 lệnh đấy, kết hợp giữa hai cái mẹo này thì để xem một cái xác suất thắng của mình nó sẽ là bao nhiêu phần trăm. Được rồi, và bây giờ sẽ đến tay thứ hai. Tay đầu tiên thì win rồi, bây giờ đến tay thứ hai nào. Đại gia tiếp tục đánh hổ thì mình sẽ đánh về long. Ok, vẫn sát nút, lúc nãy là 5 và 4, bây giờ là 7 và 6. Hai tay rồi, đấy, cứ thế mà lên thôi anh em ạ. Thì mình chơi được cách này ấy, thì chắc chắn là gì? Nó sẽ phù hợp với những anh em mà có số vốn nó lớn một chút, nhưng mà chúng ta lại muốn kiếm ít. Đấy, vốn lớn mà chúng ta muốn kiếm ít. Thì thực tế là cái vấn đề là gì? Là ở đây là nếu như chúng ta chọn cái cách chơi an toàn. Nếu chúng ta chọn những cách chơi an toàn là chơi mà cái xác suất thua nó thấp và cái tỷ lệ là thắng cao, nhưng mà đánh đổi ngược lại đó là gì, là cái số lãi của anh em nó sẽ không quá là cao đâu nha. Đấy, đánh đổi ngược lại là cái số lãi của anh em nó sẽ không quá là cao, mà trong mỗi cái hiệp đấu hoặc là mỗi lần anh em vào chơi ấy, thì cái xác suất thắng của chúng ta nó chỉ rơi ở cái lãi của chúng ta nó chỉ rơi khoảng 10% thôi. Tức là ví dụ với vốn là 5M thì mình sẽ kiếm một khoảng độ là 500k là ngon rồi. Bốn tay chưa gãy tay nào, vừa đánh ngược đại gia lại vừa đánh theo cái gấp 6 lệnh này thì chắc chắn là không bao giờ anh em thua được nha. Đại gia tay này không đánh thì mình cũng không đánh nữa. Tại vì mình có vội đâu anh em. Thời gian thì mình có nhiều mà. Chỉ tội là cho những anh em nào mà mất cái sự kiên nhẫn là rất dễ là toang nhá. Mình chơi ấy, là mình cần phải có sự kiên nhẫn nha. Rồi ok, tên này đánh về long này. Sáu và ba luôn. Ok. Riêng trong long hổ thì anh em có thể kết hợp thêm cái mẹo đánh ngược đại gia được nha. Cầu này vẫn đang chạy 22 này. Đại gia lại đánh về hổ, mình lại đánh về long tiếp. Chưa gãy tay nào đấy, có thể là đánh gấp lệnh luôn anh em ạ. Uy tín luôn, 6 tay, 7, 6 tay. 6 tay chưa gãy tay nào, 6, 5, 30, mình có ý nhất là khoảng 300k. Trừ phế thì mất 9k thì mình còn là 291k anh em ạ. Tiếp tục bám vào long nào. Đại gia đánh hổ mình sẽ bám vào long. Anh em yên tâm, nếu mà gãy ấy, thì mình sẽ đánh gấp lệnh lên nhá. Vẫn đánh gấp 6 lệnh nhá. Rồi, lần này thì chắc chắn là phải gấp rồi. Làm gì chuyện thắng mãi được anh em. Làm gì chuyện thắng mãi được. Đến tay thứ 7 mới gãy là chị là anh em biết rồi đấy. Tập trung, bây giờ sẽ tập trung quan sát xem đại gia đánh bên nào. Đại gia đánh hổ thì mình sẽ đánh về long nha. Ok, đang nhả cho đại gia anh em ạ, đang nhả cho đại gia. Ok, và lệnh thứ ba là mình sẽ lên là 250k. Gấp 5 lần mà, lệnh thứ ba thì sẽ gấp 5 lần lệnh đầu tiên. Tức là 5525. Đại gia đánh hổ thì mình vẫn đánh long này. Rồi sát 5, 5 mà vẫn còn win được là anh em biết rồi đấy. 5 mà còn win được là anh em biết rồi.
Bao nhiêu rồi ạ? Lãi được hơn 300k rồi, cứ bình tĩnh thôi. Sau khi thắng rồi thì mình sẽ lại quay về cái mốc ban đầu là mốc 50k nhá. Hôm nay thì sẽ không không cần phải gấp nhiều lệnh quá anh em ạ. Hôm nay lại không phải gấp nhiều lệnh quá. 10 này, 3 này, rồi. Quá ngon luôn anh em ạ. Cứ đánh ngược đại gia kèm theo đó là đánh đánh gấp lệnh lên nữa để auto win. Mình chưa phải gấp đến lệnh thứ ba nhá, mới 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 có một lần duy nhất là phải gấp đến lệnh thứ hai thôi. Đại gia bảo hộ rất là nhanh thì mình sẽ đánh long đi. Tên này win nữa thì mình cũng kiếm gần khoảng 400k rồi. Ui rồi sát nút anh em ạ. Tay này win là mình có gần 400 gần 500k luôn rồi chứ. 400 tám mấy k rồi. Ok, tiếp tục nào. Lệnh thứ hai thì mình sẽ x2 lệnh đầu tiên, tức là đánh gấp đôi lệnh đầu tiên là 100k. Dù vốn của anh em nó có là 5M, anh em muốn biến tấu, anh em vào lớn hơn thì nó cũng sẽ rất là khó nhỉ. Cái quan trọng ấy, đó là mình chơi là mình phải bám sát để đúng nguyên tắc. Tại vì chơi mà không muốn thua là mình phải có cái kỷ luật chơi nha anh em nhé. Muốn không thua là mình phải có kỷ luật chơi luôn. Ok, và đại gia tiếp tục đánh hộ thì tay này mình sẽ đánh với long này. Hầu như là ngày hôm nay thì mình chỉ cần đánh là đánh gấp hai lệnh thôi là mình đã thắng rồi. Có vẻ đại gia ngày hôm nay hơi khoai anh em ạ. Đại gia này muốn thắng thì hơi khoai đấy. 4 này. Ui giời ơi. Mình nghĩ là tay này mình sẽ thắng luôn rồi cơ. Không sao cả. Lệnh này thì sẽ lên là 100k. Nhưng mà phải chờ xem đại gia đánh bên nào. Đại gia vẫn tiếp tục bám hồ thì mình tiếp tục về long. Đại gia tiếp tục bám hồ thì mình sẽ tiếp tục về long. 7 này. Q này, rồi. Lại đang nhả cho đại gia đấy anh em ạ. Lại đang nhả cho đại gia đấy. Lệnh thứ hai là 100k thì lệnh thứ ba lại tiếp tục là 250k nào. Tiếp tục là 250k lệnh thứ ba. Đại gia đánh về long khá là nhiều nha. 9 này và 6. Ui, ba tay ba lệnh rồi. Đại gia phải thơm phức anh em ạ. 250k, sau 250k thì sẽ lên là 600k nhá. Lệnh này sẽ có giá trị là 600k. Đại gia đánh về hộ thì mình sẽ đánh về long. Hình như chưa ra một tay hòa đâu nhá. Chưa ra một tay hòa đâu nhá. Hy vọng là cái tay này nó không ra hòa anh em ạ. 7 này và 6 rồi sát nốt luôn. Đấy. Và phải gấp đến 4 lệnh. Hôm nay thì phải gấp đến 4 lệnh. Nhưng mà anh em yên tâm, khi mà anh em gấp lệnh càng cao như thế thì cái lãi của anh em nó sẽ càng nhiều nha. Rồi ok, và vẫn trung bình từ khoảng từ 8 phút là mình đã kiếm được là với 10%, hơn 10% cái số vốn ban đầu đánh theo cái cách nó là gấp 6 lệnh này nha. Rồi ok, thì video này thì mình sẽ khép lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.